Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, hoạt động yếu nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nên nhiệt độ các nơi tăng và độ ẩm giảm. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 34 đến 36 độ, độ ẩm từ 63 đến 66%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động yếu, nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Từ đêm 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, ở các nơi trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Thời gian mưa sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông trên khu vực tỉnh Phú Thọ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 8. Và bây giờ bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết 3 vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây, ít mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng đồi Trung Du, ít mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Vùng đồng bằng, ít mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.